Xin chào tất cả các anh em tín đồ hàng nội địa Nhật Bản. Hôm nay Sốt Tuấn Japan lại về tiếp tục được 3 hàng ghế massage nội địa Nhật Bản. Hàng VIP. Đây là một con ghế Parasonic EP-MA100. Và phía kia là hai em ghế dòng chung Fuliki FF 6600. Ba em hàng này vừa được về đường hàng không. Sau đây là mời các chị em tín đồ hàng nội địa Nhật cùng Tuấn Japan khui em hàng này được vận chuyển về xem khui hàng ra là chất lượng của em ghế từ Nhật Bản, hàng nội địa chuẩn xịn Nhật Bản về, nó có khác biệt như thế nào so với những cái hàng trôi nổi trên thị trường Việt Nam, hàng vẫn được quảng cáo là hàng công nghệ Nhật Bản hay là hàng công nghệ Hàn Quốc hoặc là hàng của anh Tập Cận Bình. Hàng ghế Nhật nội địa này thì đã được thương hiệu từ rất lâu rồi, hàng 5-60 năm nay tại Nhật Bản. Và dòng ghế này là chăm sóc sức khỏe được Bộ Y tế của Nhật Bản chứng thực. Sau đây cùng anh chị em cùng Tuấn Japan khui trước em hàng em ghế massage Parasonic này. Đây anh chị em khui luôn. Cái chỗ mà cần thiết là phải lót cái xốp rất dày, rất đảm bảo, xốp mút êm. Đây là điều khiển rất đẹp, được bọc chống sốc.
Và sách hướng dẫn sử dụng catalog. Đây là bill tại Nhật, xuất xứ Nhật, địa chỉ showroom người bán Nhật. Sau đây tiếp tục đèn. Đây, dòng ghế này có cả ống sửa. Tiếp tục là
Dẫn sử dụng Poliki camera quay luôn và sau này tí cho mọi người cùng chiêm ngưỡng đây là em cái Poliki AS 970. Đây là chiếc Poliki AS 1100. Đây là chiếc Panasonic EPMA 100. Xin lỗi. Đây là chiếc Panasonic EPMA 70. Hàng trắng như ngọc trinh. Đẹp, long lanh, màu ngà rất là sang trọng. Đây là màu đen quý phái, đặc cấp của những quý ông. Đây là chiếc siêu phẩm Panasonic M100.